Tết đến xuân về, cho phép Hoàng Phổng và Kiều Vũ mang cảm chân thành lời chúc sức khỏe và lời chào chân trọng nhất tới Chủ tịch Trần Thêu, nhà sáng lập câu lạc bộ Trần Vũ, cùng các phó chủ tịch và quản trị viên cùng đại gia đình thân yêu. Đầu xuân năm mới, Hoàng Phổng và Kiều Vũ chúc Chủ tịch đại gia đình thân yêu sức khỏe dồi dào, ăn lành hạnh phúc, ăn khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự thành công. Bye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.